bà giỏi quá. Thế bảo đọc, bà đọc, bà đọc, đọc nốt cho bà nghe bài khóc quyển trời nghe. Bà khóc quyển trời sao? Con kể chuyện nghe cho bà nghe. Con suy nghĩ đã. Ừ. Ok, con suy nghĩ xong con kể cho ba nghe bài khóc quyển trời nghe. Không khóc, con suy nghĩ gì? Bài khóc. Bà chỉ thích nghe bài khóc kiện trời thôi. Thôi mà, đọc ba nghe đi, năn nỉ mà con. Ba năn nỉ con mà. Đọc đi, khóc kiện trời sao? Có biết kiện trời không nhỉ? Chắc không biết rồi. Ngày xưa sao nhỉ? Ngày xưa làm sao nhỉ? Kể ba nghe khóc kiện trời đi. Ngày xưa bài đó là gì, đọc bài nào? Ba chưa nghe bài đó mà. Ba chưa nghe bài đó. Con đọc lại đi. Ngày xưa. Không nhớ rõ bài nào. Năm nào chẳng hạn nấy nước lòng. Con đậu nước mẹ, khổ coi kết đúng, khổ coi lá, coi thú vật thì không tìm đâu ra nước uống. Con thấy vui quá. Bèn kiếm cơm. Bèn lên thiên đình. Tiếng trời. Không sao hả? Hả? Không quên rồi bà ơi. Kìa làm sao mẹ nhắc con nào? Không quên rồi. Mẹ cũng quên đâu. Trời đất ơi, hai mẹ con quên thế cho hai mẹ con điểm rồi riêng rồi. Bây giờ phải nhờ mèo thôi. Má lại nhờ mèo đi. Nhờ mèo nào? Nhờ mèo á, mèo kể cho bố nghe, xong bố kể ba nghe. Mẹ, cho mèo đó nó kể rồi. Cho mèo nó chống nó. Sợ quá. Mèo đang chống sợ mà. Có gì mà sợ con? Hết hồn mèo luôn. Con hết hồn luôn. Con nhiên tạo hết hồn. Hai mẹ con nay không được bài rồi nha. Chúng hết hồn luôn. Bị phạt luôn nha. Hai mẹ con. Lâu quá không kể mẹ quên mất. Không có nhắc vợ. Ừ. Bảo nhớ không? Nhớ. Lâu quá không kể mẹ quên luôn. Ok, lúc nào kể lại cho ba nghe nha. Ok, thế thôi nha. Con nói là đã có, con bấm được thay được cái chuyện cho con nghe. Nha. Thì con muốn được kể thì con sẽ bấm nó con nè.